trang trọng nhất. Xin được trân trọng đón mời cao quý bà dân ca đen họ ra ngồi bàn ghế bên tay phải ban tổ chức xuống, đó là bên dậu quang của gia đình. Được đón là tình cảm của quý bạn, chúng ta ngồi bàn ghế sát bên đường. Xin được trân trọng đón mời quý cô ông ngồi vào bàn ghế giữa, quý cô bà sang ngồi bàn ghế sắt dầu hoa và các bạn sang ngồi bàn ghế sắt cánh gà. Con quý nhược như đại biểu kính mến, ngày xưa các cụ có nói rằng đàn ông thì phải ngồi với đàn ông, mà đàn bà thì phải ngồi với đàn bà, mà đàn ông ngồi với đàn ông thì như gốc như gác như trông như trà, mà đàn ông ngồi với đàn bà thì như gấm như đùa như hoa. Các bạn đến tận buổi gia đình nhà gái chúng ta sẽ chuyển trà thuốc để chào đón các đại biểu các vị khách quý sang tay họ và đồng bày nước bày thuốc bày trầu. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị, đây là bàn lễ tân hỏi nhà gái chúng tôi, các chàng trai và cô gái, các chàng trai hào hoa, các cô gái xinh đẹp đã và đang chuyển ấm trà. Tôi được trân trọng đón mời quý vị sang tay họ và đồng bày nước bày thuốc bày trầu cùng cùng hưởng niềm vui phấn khởi đón chào khách họ nhà gái chúng tôi. Chàng trai Minh Hương mới thì thầm nói trong đêm với Hồng Mơ rằng: Hồng Mơ em ơi, ước gì anh được làm chồng để em nằm vợ tơ hồng trời xe, ước ao ta ở một nhà, ra vào đụng chạm để mà nhớ thương. Để rồi, còn tình yêu nào bằng của hạnh phúc nào hơn? Chàng trai quê bè giáo xứ ngữ nhân đã dành những nụ hôn đầu đời cho cô thiếu nữ giáo xứ Thuận Thành thân yêu. Để rồi gió đưa cảnh trúc na đà, sương liễu mướt áo đôi ta chưa về, cầm tay nhau anh nguyện lời thề, anh chờ em đợi không hề đổi thay, nguyện lòng tay với vòng tay thì hôm nay mới thực chúc mai một nhà. Tới đây đáng đi ra là chúng tôi mời ban lễ tân họ nhà gái chúng tôi đốt pháo gồm nổ pháo vì chấp hành chỉ thị 140. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay thật nhiệt của quý vị. Pháo tay là pháo của lòng mình, pháo mừng hạnh phúc, pháo mừng tân hôn, mừng cho đôi bạn lên duyên, mừng cho đôi bạn chọn đời thủy chung. Tới đây chúng tôi lại trả lại chương trình cho quý vị song tay họ, đặc biệt rằng với một vị đại biểu đại diện cho đoàn đại biểu nhà trai có đôi lời phát biểu. Chúng ta dành một tràng pháo tay tân đồng nhiệt. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em cha bác xa gần của hai họ và bà con lối xóm xung quanh cùng bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu,
Với công việc của hai cháu từ lúc khởi sự cho tới hoàn thành, được Thiên Chúa thương ban, được hai họ, hai gia đình giúp đỡ, đến nay công việc đã thành công tốt đẹp. Về phần giáo hội, hai cháu đã cha xứ ban phép hôn phối cho hai cháu nên vợ nên chồng. Về phía chính quyền đã được Ủy ban Nhân dân xã đăng ký kết hôn. Hôm nay hai gia đình thống nhất tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Và giờ này tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai có cưới chầu xin dâu, kính lên các cụ, công các bà của gia đình họ nhà gái. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc tất cả các cụ, công các bà cùng toàn thể quý khách sang năm mới Chúa ban cho luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho buổi lễ thành hôn thành công tốt đẹp, chúc hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vâng, xin được trân trọng. Vâng, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Với sự tìm hiểu của hai cháu, được sự vun vén của hai bên gia đình để có được đơm hoa kết trái, hai bên gia đình đã chọn những ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và vừa rồi cũng qua một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng có đôi lời và có tấm lễ cơ chầu đến xin dâu. Vậy tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà gái xin chấp nhận tấm lễ cơ chầu của gia đình họ nhà trai. Và trước khi ngừng lời, tôi cũng không quên chúc toàn thể các quý vị và toàn thể bạn bè có đón một mùa xuân thật là ấm áp và hạnh phúc. Và đặc biệt là tôi cũng luôn luôn chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin kính. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn một vị đại biểu đại diện họ nhà gái đã có lời phát biểu đáp từ và nhận tấm lễ cơ chầu. Và sau đây xin mời hai ông trưởng đoàn đại biểu nhà trai với nhà trưởng đoàn đại biểu nhà gái, ông trưởng đoàn đại biểu nhà trai chào chào ông họ nhà gái chấp nhận, và chúng ta có những tràng pháo tay trông nhiệt chúc mừng hai ông. Đấy, như vậy Hồng Mơ và Minh Vương họ đã yêu nhau từ bao giờ vậy nhỉ? Lòng bên lòng tri kỷ bấy lâu, phải chăng tình nghĩa nặng sâu thì hôm nay mới gặp nhau điểm này. Con cờ Chúa ban cho siêng năng kinh thánh nguyện cầu, những người nhân đức Chúa đâu phụ lòng, với thêu hai trái tim hồng đêm nay mới thực với chung má kề. Và để trở lại với chương trình hôm nay, xin được trân trọng đón mời quý đại biểu sang đây họ từ mời nước mời thuốc mời trầu, để rồi trăm hoa thì đua sắc muôn màu, cẩm hoa nối nhịp cầu đôi ta. Hoa ơi tươi mãi chứa tàn, đóa hoa hạnh phúc anh dành tặng em. Xin mời chàng rể ôm ngó hoa tươi lắm và vòng trăm điểm trao hoa cho cô dâu, và chưa dành một tràng pháo tay trồng nhiệt. Đoàn em xin biết là mẹ của chàng rể ở đâu, xin mời mẹ cùng với chàng rể chuẩn bị đón con dâu về phòng chúc ma. Sau khi chàng rể và nàng dâu đã châm hoa cho nhau, xin mời ông trưởng họ nhà gái với nhiều trưởng đoàn đại biểu nhà trai sẽ trở vào với bàn thờ gia tiên và thắp hương trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ gia tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết là Kiều Ảnh hay bà mẹ sẽ đứng lên với chàng rể vàng râu sẽ ghi lại Kiều Ảnh làm kỷ niệm. Đúng như vậy, từ nay mơ đã điên rô, tình mẹ con gái xin liền trao tay, nhà trai đại diện mẹ chồng vui nhường đón nhận dâu hiền tương lai. Và sau cử ảnh hai bà mẹ là xin mời ông nội của nàng dâu sẽ có chút quà để trao cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin được xin lòng cảm ơn nhà chụp ảnh, xin được đón nhận tình cảm của ông nội của cô dâu sẽ có chút quà làm kỷ niệm. Ông bà nội có chút ông nội có quà làm kỷ niệm cho hai cháu. Vâng, kính thưa quý đại biểu kính mến, ông đi tuổi nay nay đã gần 80 rồi nhưng vẫn chất chiêu trao cho cháu cái gì vậy? Vâng, kính thưa quý vị, không phải bằng sắt mà cũng chẳng phải bằng chì mà vàng 4 con 9. Và đó xin được chân trọng cảm ơn ông và chúc ông trưởng thọ. Tôi đón nhận tình cảm của ông bà ngoại, xin mời ông bà ngoại. Vâng, kính thưa quý đại biểu kính mến, ông bà ngoại năm nay đã 70 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn còn chất chiêu, ông bà vẫn chất chiêu. Và kính thưa quý vị, không phải bằng chì mà vàng 8 con 9. Và đó xin được chân cảm ơn. Đó là tình cảm của bác Tiền. Trên đầu đó là tình cảm của bác Tiền Thúy. Chào bác Tiền Thúy, là xin được đón nhận tình cảm cậu Đông. Chào quý trời, xin được chân trọng đón mời quý vị chúng ta tiếp tục mời nước mời thuốc để cùng hưởng niềm vui. Rồi gia đình trò gái chúng tôi được đón nhận tình cảm của cậu Đông. Và cậu năm nay đang học lớp đại học và cậu đã trở về từ thành phố Hồ Chí Minh bay về, đã trao tặng cho hai cháu một kỷ vật rất là, đó là một sợi vàng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn cậu và đã đón nhận tình cảm của cậu Bắc, đón nhận tình cảm của bác Tiền Thúy đó ạ. Vâng, cậu bác năm nay đang học lớp 9 và cũng chất chịu từng bữa sáng, đã cho anh chị một sợi, chúng tôi không biết được cái sắt không phải sắt mà đồng không phải đồng mà vàng 4, 5, 9. Được đón nhận tình cảm của chị Thu. Cho chị Thu được đón nhận tình cảm của chị Linh. Vâng, xin được chân trong cảm ơn chị và chúc chị mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Được đón nhận tình cảm của chị Linh. Cho chương trình được đón nhận tình cảm của anh Tuyên. Được đón nhận tình cảm của anh Tuyên. Và kính thưa quý đại biểu kính mến, đồng vàng 10 con 9. Một lần nữa xin được chân trọng cảm ơn. Được đón nhận tình cảm của chị Cúc. Đi ra ngoài. Vâng, được cảm ơn chị, chúc chị mạnh khỏe, vui vẻ và xinh đẹp. Từ đó là tình cảm của anh Trung. Vâng, anh Trung thì rất là đẹp trai và lại có vàng 10 con 9. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh và chúc anh mạnh khỏe, vui vẻ và đẹp trai hơn nữa. Xin được đón nhận tình cảm của anh Nghĩa. Cho anh Nghĩa là được đón nhận tình cảm của Di Đào. Và trân trọng cảm ơn anh chị và chúc anh Nghĩa mạnh khỏe, vui vẻ, đẹp trai. Được đón nhận tình cảm của chị Di Đào. Vâng, Di Đào cũng rất xinh gái. Kính thưa quý vị, đây là gương mặt trẻ đến từ giáo xứ Thuận Thành chúng tôi. Được đón nhận tình cảm của anh Tạo, anh trai của nàng dâu. Vâng, kính thưa quý vị, đây là vàng 9 con 9. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh và chúc anh mạnh khỏe. Để đón nhận tình cảm của em Oanh. Theo Oanh là đón nhận tình cảm của em Diệp. Và đây là em gái của nàng dâu, rất xinh đẹp. Quý vị, là bây giờ các bạn họ nhà trai có yêu cầu xin liên hệ với tôi là với số điện thoại 0914091. Một lần nữa xin được chân trọng cảm ơn các bạn. Để đón nhận tình cảm của em Diệp. Diệp có chưa? Và được đón tình cảm của cuối cùng là xin được đón nhận tình cảm của mẹ Huệ, mẹ thiêng liêng của cô dâu.
và cảm ơn mẹ và chúc mẹ tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và kính thưa các đại biểu kính mến, có rất nhiều người hỏi tôi rằng: anh ơi, chú ơi, cô nào là cô dâu nhỉ? Vâng, tôi xin trả lời, cô nào vàng đeo nụng nặng trên tay chính là cô ấy hôm nay có chồng, mà cô nào mắt đỏ hồng hồng chính là cô ấy có chồng hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn những lời hỏi thăm của quý vị và chúc anh một tràng pháo tay trông như. Vâng, kính thưa các đại biểu xung quanh họ kính mến, giờ này xin được trân trọng đón mời quý vị được mời nước, mời thuốc, mời trầu, và chúng ta lại đi trở lại với câu chuyện của đôi bạn trẻ hôm nay. Kính thưa các đại biểu kính mến, để rồi chữ yêu thì vương chọn nằm nền, mà chữ thương thì mơ nằm gốc với dệt nên chữ tình. Từ nay mái ấm gia đình anh xây em dựng, chúng mình cùng no, nhà mình với nhà ta tuy xa nhưng lại thông gia càng gần. Sớm chiều chuông tủa tiếng vang ngân, ta đi cầu nguyện xứ gần họ xa. Và để trở lại với chương trình này, xin mời ông nội được ghế cho bà ông nội, ông ghế cho ông nội ngồi ở trên, và gia đình chúng ta sẽ chụp. Chú rể thì đứng bên bố vợ, cô dâu thì đứng bên mẹ. Đây sẽ đứng yên, gia đình sẽ đứng yên. Xin mời ông nội, ông nội ra ghi với gia đình kiểu ảnh kỷ niệm. Vâng, xin em vui mừng đón nhận tình cảm được chàng rể rất đẹp trai, ông bà rất là vui mừng. Có chiếu thì chẳng êm, với lụa thì chẳng mềm bằng gối tay em. Hội hôn nhà gái thì cứ muốn kéo dài, nhưng thời gian thì đã cùng ai hẹn hò. Để cho đôi bạn tối đến đỡ phải lần mò gối phải chăn. Và trước khi đoàn đại biểu nhà trai xin dâu, chúng tôi được trân trọng và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng và kính mời. Trước hết, xin chúc sức khỏe các cụ, quý vị trong hai họ. Kính thưa quý vị trong họ gái, rất vinh dự cho đoàn họ trai chúng tôi hôm nay được dự buổi lễ vu quy của hai họ. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được sự đón tiếp của bên họ gái, đón tiếp chúng tôi một cách nồng nhiệt và thắm thiết. Vậy giờ này theo sự thống nhất của hai dòng họ, đã đến giờ họ trai chúng tôi được đón cháu về họ trai để cùng tổ chức lễ thành hôn. Vậy giờ này xin kính mời đoàn họ gái cùng với chúng tôi sẽ về giáo xứ Ngưng Nhân và về tới gia đình họ trai để hai bên gia đình trong hai họ được chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, giờ này là giờ tốt đẹp nhất rồi, giờ thanh long hoàng đạo, giờ nóng gạo như
Nhìn anh kia em